mở đầu phần tin thế giới hôm nay là một cuộc đua tốc độ rất độc lạ ở Thái Lan. À, nếu như mà nói đua ở Thái Lan mà độc lạ thì Ngọc Mai nghĩ không phải là đua mô tô hay là xe đạp đâu, mà là đua xe túc túc phải công chị Hồng Thức? Ồ, thật là sáng tạo nhưng mà cuộc đua Hồng Thức muốn nói tới đây còn độc hơn nữa, đó là đua máy cày. Mang theo chiếc máy cày hầm hố của mình, đông đảo các bác nông dân từ các tỉnh miền trung Thái Lan vừa qua đã tập hợp tại tỉnh Bui để tham gia cuộc đua máy cày thường niên. Tại đây những chiếc máy cày không phải để cày ruộng như cái tên của chúng, mà chúng biến thành những cỗ máy đua tốc độ cực chất. Chúng được xếp trong những hàng đua đã được định sẵn. Sau hiệu lệnh, những cỗ máy bắt đầu đi thật nhanh trên đoạn đường đầy bùng sinh. Công việc này đòi hỏi các bác tài nông dân có tay lái hết sức cừ khôi. Song thử thách này lại càng khiến cuộc đua trở nên kịch tính, sôi động và hấp dẫn hơn. Sự kiện vui nhộn này được tổ chức hàng năm như một dịp để các bác nông dân có một sân chơi giải trí sau những tháng ngày làm nông vất vả.